hệ thống phương tiện giao thông công cộng của Singapore là một trong những hệ thống đứng đầu hàng đầu thế giới vì sự tiện ích và hiện đại của nó. Thì ngoài ra, giá đi taxi cũng không quá đắt. Vì vậy, bạn có thể gặp những khó khăn gì khi đi lại ở Singapore? Thì Tương Đại Dương với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học Singapore thì hôm nay sẽ là giới thiệu với các bạn về cái cách thức cũng như là về cái hình thức đi lại. Thì thẻ EasyLink đặc biệt là thích hợp nếu cái thời gian bạn công tác hoặc là du lịch ở Singapore tương đối dài, thì thẻ cho phép là tích credit và sử dụng được trên xe bus hoặc tàu điện ngầm với giá vé hơn với 15% so với mua vé rồi. Giá thẻ này là khoảng 15 đô la Singapore, đã bao gồm là 7% thuế. Thì có thể được trả tối thiểu là 10 đô mỗi lần ở những máy bán tự động trong dãy cửa hàng số 7 là 11. Thì ngoài ra, Singapore Tourist Pass dành cho khách du lịch được bán rộng rãi ở nhiều bến tàu điện ngầm như là tại là Changi Airport hay là Orchard. Vé giá trị một ngày có giá khoảng là 8 đô la, thì sử dụng được trên tàu điện ngầm và xe bus. Thì nếu chỉ muốn mua vé sử dụng một lần, bạn có thể mua tại các cái quầy bán tự động trong ga tàu điện ngầm hoặc là trên xe bus, hoặc là bạn phải mua từ tài xế. Thì đi và đến sân bay quốc tế Changi, thì sân bay Changi của Singapore nằm ở phía tây thành phố, cách trung tâm 20 km. Đây là một trong những sân bay đẹp nhất thế giới, được coi trọng như là một thắng cảnh của Singapore và là nơi mà khách bay luôn sẵn sàng đến trước 2 tiếng trước giờ check-in. Lưu ý là khi các bạn mà làm hồ sơ tại du học Tương Đại Dương thì các bạn sẽ được hỗ trợ, được hướng dẫn về các cái phần mà trước khi mình đi du học. Thì các cái phương tiện để đi và đến sân bay thì đầu tiên là MIT, thì các bạn điều này các bạn phải lưu ý trước khi mình đi phải tìm hiểu về vấn đề đi lại. Thì MIT của Singapore là tàu điện ngầm kéo dài tới sân bay Changi, được hoàn thành tháng 2 năm 2002. Đây là một phương tiện cực kỳ thuận tiện và kinh tế để đi lại vào thành phố. Thời gian hoạt động là từ 5:30 với cái giá là khoảng 2 đô la Singapore. Thì về taxi, phương tiện nhanh nhất và thuận tiện nhất để đi lại giữa trung tâm thành phố và sân bay chính là taxi. Một chuyến đi vào thành phố giá khoảng từ 16 tới 24 đô la Singapore, tuy nhiên còn tùy thuộc vào điểm mà bạn đến nữa. Ngoài ra, dịch vụ là MassCap cũng chở khách từ sân bay đến hầu hết các khách sạn. Dịch vụ này cứ nửa tiếng sẽ có một lần cho đến khi đầy khách. Thì thứ ba đó là xe bus công cộng số 36 khởi hành từ sân bay cứ 10 phút một chuyến, thì từ 6 giờ cho đến 23 giờ 55 mỗi ngày, dừng lại ở Stamford hoặc là Orchard trong trung tâm thành phố. Thì giá vé thì chỉ từ 2 đô la Singapore. Lưu ý rằng xe bus số 36 chạy từ thứ 6 đến thứ 7 và buổi tối từ 24 giờ tới 4 giờ sáng với giá 3 đô la Singapore. Vì xe bus ở sân bay có chuyên chở khách đến hầu hết những khách sạn lớn, cứ 20 phút sẽ có một tuyến chạy từ 6 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm, giá là khoảng 7 đô la Singapore. Thì các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố là về tàu. Thì tàu MIT và LIT là hai phương tiện kết nối hầu hết các điểm trong thành phố. Đây là những phương tiện vận chuyển kinh tế và rất đáng tin cậy. Thì MIT là tàu điện ngầm chỉ có 3 tuyến và các tuyến đều được nối với nhau, nên bạn sẽ không phải mua vé nhiều lần trong một chuyến đi. Thì hầu hết ở các bến MIT đều có toilet công cộng miễn phí. Thì về xe bus thì mạng lưới xe bus tuy cũng rộng rãi và phủ khắp, nhưng những cái điểm tham quan quan trọng nhưng lại chậm hơn nhiều so với tàu điện ngầm. Thì thứ ba là về taxi. Taxi tại Singapore thường có giá phải chăng, lái xe trung thực và sử dụng đồng hồ tính tiền. Nếu bạn đi 3 đến 4 người thì đi taxi thậm chí còn rẻ hơn tàu điện ngầm. Thì giá một chuyến đi trong trung tâm thành phố vào những ngày trong tuần thì ngoài giờ cao điểm thì có giá không quá 10 đô la Singapore. Thậm chí đi từ Changi tới tận Jurong cũng chỉ mức tới là khoảng 35 đô la Singapore. Tuy nhiên, lưu ý rằng một số phí có thể được áp dụng thêm vào giá tiền mà bạn phải trả, như là trên đồng hồ tính tiền, ví dụ vào giờ cao điểm hoặc là trong khu thương mại đông đúc. Thì ở những trung tâm thương mại của thành phố, bạn phải xếp hàng ở những điểm đón taxi. Nhưng tất cả mọi người ngoài những khu vực như vậy thì có điểm chờ taxi. Tiếp theo phương tiện là chuyên chở là
ba bánh thuận tiện đi lại trong khu Riverside hoặc là Chinatown thì với giá rẻ, chuyến đi ngắn chỉ mất khoảng 10 đến 20 đô la Singapore và một tiếng đi dạo ngắm cảnh chỉ mất khoảng 50 đô la Singapore một người. Bạn nên mặc cả với tài xế trước khi lái xe nhé. Thì tiếp theo là cái phương tiện là thuyền. Đi thuyền trên sông Singapore là một cách thưởng thức ngoạn mục những cảnh thành phố tương đối thú vị. Tùy vào số điểm mà điểm đến mà bạn muốn đi, giá thì khoảng từ 3 đô la Singapore trở lên. Thì nếu mà các bạn muốn thông tin chi tiết hơn, các bạn hãy truy cập website tuyendaiduong.edu.vn để có thể tìm hiểu thêm thông tin cũng như là hành trang trước khi mà mình đi du học hoặc là du lịch.